Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Giải Mã TV, nơi giải mã cho tất cả quý vị và các bạn những điều kỳ quái, những điều kỳ quặc và cả những điều kỳ diệu nhưng đơn giản và đời thường trong cuộc sống của chúng ta nữa. Trong video của ngày hôm nay, xin được mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Giải Mã TV đi khám phá về một câu chuyện, một loài hoa và một truyền thuyết. Có lẽ là khi nghe xong thì các bạn sẽ thốt lên là wow, hóa ra là như vậy. Thế mà bấy lâu nay chúng tôi không hề biết đến điều này. Hoa xuyến chi thì có lẽ là không còn xa lạ với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Nó có một huyền thoại, một truyền thuyết như thế nào mà lại có thể khiến mọi người bỡ ngỡ và ngỡ ngàng đến như vậy? Không gây tò mò cho tất cả quý vị và các bạn nữa, ngay bây giờ hãy cùng đến với video của ngày hôm nay thôi. Xin mời! Ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã làm ra người phụ nữ một kiệt tác hoàn hảo với đủ các nguyên liệu quý giá nhất mà người có được. Người say mê tác phẩm của mình không lúc nào rời. Thế rồi người hòa mình với tác phẩm đó, đẻ ra 12 người con gái nhan sắc mỹ miều. Người phụ nữ đầu tiên sau đó được phong là Tây Vương Mẫu, là bậc sinh thành ra thiên hạ. 12 người con thì mỗi người một vẻ, một tính cách và đều có những tài năng rất riêng. Nếu hợp cả 12 người lại thì có lẽ là không có sắc thái đẹp đẽ gì, không có ý tưởng nào hay ho và cũng không có tài năng đặc biệt nào là họ không thể thể hiện được. Thượng đế yêu họ lắm và cho mỗi một cô cai quản một cung trên thượng giới, tạo thành một chế độ gia đình trị. Mỗi cung quản lý một canh giờ trong ngày, một tháng trong năm, một năm trong chu kỳ thái tuế. Mỗi cung có một ngọc ấn trấn cung, khắc hình của một con vật, từ chuột cho tới lợn, dân gian ngày nay vẫn gọi là 12 con giáp. 12 con giáp này thì vốn được gọi là 12 con linh thú trấn cung tại 12 cung. Mỗi con thì có một số đặc điểm tượng trưng cho bản sắc cũng như nhiệm vụ của từng cung đó. Cứ đến phiên cung nào quản lý thì phiên hạ lại được ban phát ấn trạch theo cách của cung đó, nên mỗi thời thì đều có cá tính riêng của nó. Ở phương Tây, người ta vẫn gọi 12 cô tiên nữ này là 12 bà mụ. Mỗi khi mà có một đứa trẻ ra đời thì họ đều mời 12 bà mụ này đến có thể ban phước lành và các năng lực cho nó. Và thường thì trong 12 bà sẽ có một bà đảm nhận đỡ đầu cho đứa bé. Khi đó thì người ta nói là đứa bé này có tuổi hay tuổi kia theo cung của các mẹ đỡ đầu. Và cũng từ đó thì người ta có thể dự đoán phần nào tính cách, số phận của em bé, vì những tặng phẩm của người mẹ đỡ đầu sẽ là tài sản đầu đời lớn nhất cho nó từ đó và nó có thể gây dựng tương lai. Tuy là mỗi cô một vẻ, nhưng cô Út thì có lẽ là người hoàn mỹ hơn cả và được cha mẹ cũng như các chị yêu chiều nhất. Cô được giao làm cho cung Hợi, một cung nhàn hạ nhất, ít việc nhất mà lại nhiều lộc nhất trên thiên đình. Việc của cô chủ yếu là chuẩn bị quà tặng cho cha mẹ và 12 chị em trong mỗi dịp cuối năm, nghĩa là khi hết vòng công việc của các cung, lo việc cơ bản của thiên hạ. Vì thế thì con lợn, biểu tượng của cung này là một con vật được nuôi ăn quanh năm, chẳng phải làm gì. Chỉ mỗi dùng vào việc tế lễ các thần vào dịp cuối năm, con lợn có 12 cái vú để nuôi 12 chú lợn con, tượng trưng cho món quà của cung Hợi cho 12 cung Thái Tuế. Sau khi đẻ ra 12 người con gái, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế và Tây Vương Mẫu quyết định phải dừng đẻ. Vì mọi thứ tốt đẹp trên đời, mọi cung trên thượng giới đã có chủ và mọi công việc thế gian đã có người quản lý. Mọi sự tưởng chừng như mỹ mãn, hoàn toàn theo quy luật, nhưng rồi một ngày kia, Thượng Đế say rượu và cũng không kìm được lòng, lại ngủ với Tây Vương Mẫu và đẻ ra một người con gái thứ 13. Người con gái này thì lại vô cùng xấu xí và quái đản, chẳng ra gái mà cũng chẳng ra trai. Cô thì chẳng có tai và có mũi, giữa trán của cô mọc một con mắt duy nhất, sáng quắc, tỏa ra một hơi lạnh kinh người. Toàn thân cô úc ủng, đầy những vết sẹo lồi lõm như hố bom, tóc tai rối bời, cứng đơ như rễ tre. Cô gái tội nghiệp vừa đẻ ra đã buồn rười rượi, chẳng bao giờ dám nói và cũng chẳng bao giờ dám cười. Vì quá xấu xí, cô gái không bao giờ xuất hiện, chừng nào có ánh sáng mặt trời và chẳng bao giờ dám gặp ai. Thượng đế thương con, sợ người ta chế giễu chê cười, nên cho cô ở lại một tòa biên cung rất xa, chẳng ai tới được. Và ông phao tin là cô quá đẹp, đẹp tới mức thần thánh, không thể bị sự trần tục làm cho ô uế, nên đành phải cho cô ra ở riêng.
Tất cả mọi người không ai thấy cô nên chỉ có thể tưởng tượng ra là một người con gái vô cùng đẹp, vô cùng tinh túy mà mọi sự chân túc đều không thể chạm tới được. Và tất nhiên là tất cả mọi người đều không ai có thể thấy cô nên chỉ có thể tưởng tượng ra là một người con gái vô cùng đẹp, vô cùng tinh túy mà mọi sự chân túc đều không có thể giống được. Sau này thì người ta gọi cô là Hằng Nga, tượng trưng cho sự trong trắng nguyên vẹn và một vẻ đẹp mơ ước nhưng chưa ai biết đó là gì. Ban ngày khi mặt trời chiếu sáng trên thế gian, không ai thấy bóng của Hằng Nga. Nhưng khi đêm đến nhìn lên bầu trời, người ta có thể nhìn thấy một tinh cầu sáng lạnh, chính là ánh sáng tỏa ra từ con mắt độc nhất của Hằng Nga. Nếu cô ngủ nhắm mắt thì người ta sẽ không nhìn thấy gì. Khi cô hé mắt, người ta sẽ thấy một vầng hào quang hình lưỡi liềm hoặc câu liêm. Và khi cô tỉnh hoàn toàn thì ta có thể nhìn thấy một vầng sáng tròn vành vạch. Người đời gọi tinh cầu đó là cung Quảng Hàn và họ cũng cho biết đó chính là nơi ở của Hằng Nga. Tên này thì được xuất phát từ cảm giác buồn rười rượi, lạnh lẽo, dễ bi lụy và nguồn sáng kia tạo ra ở mỗi một người ngắm nó. Đồng thời nó cũng là một biểu tượng của vẻ đẹp trinh tiết, lý tưởng không thể với tới. Biết bao nhiêu thế hệ chàng trai, đàn ông cũng đã từng say đắm ngắm trăng, rồi thầm mong mình có được người yêu đẹp đẽ như Hằng Nga. Biết bao nhiêu đời phụ nữ cũng từng ngắm trăng với sự ghen ghét, tự kỷ hoặc mong ước được một phần như Hằng Nga. Nhưng đâu có ai biết được vẻ đẹp mong ước của thời đại lại chính là một người con gái xấu xí, lỡ kế hoạch của Thượng Đế. Khi có thêm Hằng Nga thì cô gái thứ 12 trở nên thành chị áp út. Và tất nhiên thì cô cũng muốn có một phần quà cho người em út của mình. Cô cố gắng bớt nhặt từ những vật liệu thừa trong việc làm 12 món quà tặng của 12 cung để cố biện ra một phần quà cho người em. Tuy nhiên, vì không nằm trong kế hoạch định nên phần quà này kiểu gì cũng sẽ không được trọn vẹn như 12 phần kia. Người ta quan sát thấy con lợn thường đẻ 13 con, nhưng chỉ vì là có 12 cái vú nên nó chỉ có thể nuôi được 12 con. Một con yếu nhất không bao giờ có sức đề kháng bằng những con còn lại sẽ bị mất ngay sau khi đẻ. Và dân gian cũng gọi con lợn xấu số này là con lót ổ. Giống lợn thường đẻ vào ban đêm, sáng ra thì người ta đã thấy một con lợn thứ 13 nằm ở đó. Có tin đồn là Hằng Nga thường trượt theo ánh trăng xuống hạ giới để ăn xác chết của chú lợn thứ 13 này. Vì thế khắp nơi trên thế giới, người ta đều có thể liên tưởng giữa ánh trăng non, tức là khi Hằng Nga hoàn toàn tỉnh giấc với những hoạt động ma quỷ, ăn xác chết, mặc cả rồng hút máu. Người nông dân khi tỉnh giấc thường thấy xác của một chú lợn con đã chết. Trong niềm vui vì mới có được 12 chú lợn con kháu khỉnh đang tranh nhau bú mẹ, anh ta dọn dẹp chuồng lợn và vứt xác chú lợn xấu số ra góc vườn xa cùng với phân rác. Ngày hôm sau giỏi bọ, bọ hung lao ra xâu xé cái xác cũng như rác rưởi, phân và tất cả mọi thứ đều biến mất trong khoảnh khắc. Thế nhưng trong một thời gian sau, từ chỗ bãi rác nọ bỗng mọc lên một loại hoa lạ, có hình tròn như mặt trăng và có nhiều cánh nhỏ màu sắc lung linh như cầu vồng, nhưng không rực rỡ như ánh mặt trời mà âm u, lạnh lạnh như ánh trăng. Hoa thì không có hương thơm mà có mùi hăng hắc, cay cay như không khí của một đám ma. Do màu sắc của nó mà giới học thuật thì thường gọi đây là hoa ngũ sắc, người dân gian thì lại gọi đây là cây hoa cứt lợn, vì thấy nó mọc lên từ bãi phân lợn. Thực ra thì hoa này là món quà của Hằng Nga, hay là nơi còn có bà mụ thứ 13 đem xuống hạ giới để tặng cho đứa con đỡ đầu xấu số của mình. Người đời hay tả mụ thứ 13 là một vụ phù thủy độc ác, chuyên nguyền rủa những đứa trẻ vì bố mẹ đã không hậu đãi mình. Ít ai biết được là bà mụ thứ 13 chính là Hằng Nga đáng thương và rằng nàng chỉ được nhận đỡ đầu những đứa trẻ yếu mệnh. Cũng như những người mẹ đỡ đầu khác, Hằng Nga yêu quý con đỡ đầu của mình và cũng muốn mang tặng những món quà đẹp đẽ nhất. Chỉ có điều nó chẳng bao giờ có phúc để hưởng và món quà của nàng thì cũng chẳng mấy ai được trân trọng, thậm chí còn cho rằng chính nàng mang tới tai ương. Không ai trồng hay cắm hoa cứt lợn, mặc dù nó cũng rất đẹp. Hoa chỉ lặng lặng mọc ở những bãi hoang vu, ven rừng,
cuối vườn. Và những bụi hoa này là nơi tập tụ của muôn loài bươm bướm mà người ta đồn đó là vong hồn của những sinh linh xấu số chết yểu hóa thành. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem video ngày hôm nay của Giải Mã TV. Và nếu còn những câu hỏi, còn những thắc mắc và băn khoăn, đừng ngần ngại comment ngay xuống phía bên dưới để Giải Mã TV có cơ hội được trò chuyện và giải đáp cho tất cả quý vị và các bạn. Và còn nếu cảm thấy video ngày hôm nay hay, hữu ích, có nhiều kiến thức thì ngại gì mà không ấn vào nút like, nút subscribe và cũng đừng quên ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới nút sub để nhận những thông báo và những video mới nhất từ Giải Mã TV trong tương lai. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.